và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồn Nhiên. Hôm nay Duyên sẽ giới thiệu cùng các chị một cái chương trình khuyến mãi vô cùng đặc biệt, đó chính là mua một cái con khoan chạy từ Rubless của hãng Senlay, cái mã là SDB201D2K. Thì cái con máy này mua các chị mua với mức giá là 3,5 triệu, thì được tặng kèm theo một cái máy khoan Senlay trị giá 600.000 với cái mã là SDR3006. Nếu các chị mua cái này được tặng theo con máy này 600.000 thì anh chị thấy là cái mức độ mà cái khuyến mãi này cực kỳ là hấp dẫn luôn. Thì có 5 bộ thôi nha các chị. Bây giờ hãng nó làm hôm trước là Duyên có giới thiệu sơ qua đó, bây giờ Duyên chính thức Duyên làm cái này thì giá chỉ 3,5 triệu, được tặng phi luôn nguyên một cái máy như thế này. Nếu các chị có nhu cầu ai hãy alo liền nha. Thì cái mã thì cái con máy này là SBD201D2K, thì pin nó là 2 pin 2A nha các anh chị. Chạy là chạy từ, đây motor từ không có chỗ than. Một cục pin nó có thể nó bắn trên 300 con vít như thế này. Đó, thì sạc là sạc nhanh trong vòng 2 giờ, lực kéo là 55 Nm, đầu kẹp autolock 13 mm. Dòng tua ở cấp độ số 1 thì nó chạy từ 0 cho tới 430 vòng phút, và ở cấp độ số 2 là từ 0 cho tới 1700 vòng phút. Đó, motor chạy cực mạnh ha. Bảo hành là bảo hành 2 năm cho hai con máy này luôn. Con tặng cũng vẫn bảo hành 2 năm luôn. Pin 18V. Đó, khoan nếu mà khoan gỗ thì nó khoan được là 35 mm, và khoan sắt thì bắn vít gì đó thì cái mũi nó là 13 mm nè, khoan sắt nha các anh chị. Đó, một cái máy rất là đẹp, chạy từ, motor không có chổi than nha. Đây các anh chị sẽ thấy còn con máy như thế này rất là đẹp luôn. Đầu là đầu kẹp autolock 13 mm nha. Đầu autolock 13 mm. Ở đằng sau này nó để là rubless motor, các anh chị thấy không? Đó, chuyển cơ cấu chuyển nhông rất là nhẹ nhàng. Đó, thì con máy như thế này nó có bao nhiêu cấp độ trượt? Đây 22 cấp độ trượt bắn vít và một chức năng khoan. Đó, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tùy ý ha. Đó, pin nó là ở thế này, nó tặng theo chúng ta một cái đầu vít. Đó, chúng ta nhét ở đây nè các anh chị thấy không? Nó nhét chỗ này rất là tiện lợi ha, một cái đầu vít. Pin nó là hai cell pin. Thương hiệu Senlay là thương hiệu của Mỹ nhưng mà đang được lắp ráp tại Trung Quốc và được bảo hành chính hãng nha. Các anh chị phải nhấn nè, bấm nhẹ chạy chậm, bấm mạnh là chạy mạnh ha. Đảo chiều rất là nhẹ nhàng, đèn led thì rất là sáng luôn. Đó, nó làm những cái đế cao su nè các anh chị thấy không, nó làm rất là đẹp, mà cái cục ngủng à, máy rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ là con máy này là được bảo hành 2 năm, pin 2A, sạc nhanh trong vòng 2 giờ, bảo hành 2 năm là thấy khoái rồi. Tặng thêm một cái máy chương trình quá trời đặc biệt luôn. Bây giờ mình test nó thử xem như thế nào. Alo liền nha các anh chị, có 5 bộ thôi, test nó thử. Quá nhẹ nhàng luôn. Cái này thì nó bắn vít là quá nhẹ nhàng rồi các anh chị ơi. Cái này nếu mà nói về bắn vít thì không có còn gì bắn cãi nữa đó, rất là nhẹ. Bây giờ mình khoan thử. Đây, nhìn dùng cái mũi thân lớn nè, khoan nè. Cực kỳ à. Xin lỗi, quên chuyển qua chức năng khoan nè các anh chị thấy không? Đó, chuyển qua chức năng khoan, khoan cực kỳ nhẹ luôn. Trời ơi, quá nhẹ nhàng luôn. Nhìn thích nhất những cái mũi của Unica hay là của Heller các anh chị, cái mũi này khoan các anh chị thấy nó cực kỳ là bén luôn. Nói về khoan thì cái này các anh chị biết là vô tư rồi. Chạy từ nữa mà 18V của hãng này thì quá là tuyệt vời. Rồi các chị thấy không, hai cái máy, nếu mà một cái máy này nó xài như thế thì những cái khoan hay là những cái bắn vít, bắn xà gồ đối với nó là quá nhỏ rồi các anh chị. Cái này nó không có chức năng khoan bê tông như các anh chị, thì các anh chị xài con này là mình khoan tường lặt vặt lâu lâu vẫn được. Còn cái này á, là nó tặng kèm theo là đầu nó đầu kẹp 60 mm ha. Dòng tua của nó là từ 0 cho tới 4500 vòng phút, công suất là 300W ha, đầu kẹp 60 mm, điện 220. Các anh chị thấy không, nó là hàng của Mỹ đó, nhưng mà trên này vẫn để mất in China rất là rõ ràng ha. Thì nó có tốc độ chậm lẹ ha, bấm quan sát bấm vít thì hai cái máy này là quá ok rồi. 3,5 triệu, thì các anh chị thấy nhu cầu mình cần cái này thì alo liền, chỉ có 5 bộ thôi. Thì các anh chị alo trực tiếp là mua về xài thôi. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để mỗi khi Duyên phát những video mới các anh chị có thể là dễ dàng cập nhật.
Và các anh chị nhớ đến nhấn đăng ký kênh đó, thì sau 40.000 subscribe Nhiên sẽ free ship cho các anh chị một tháng. Nếu bây giờ nó đang đạt 40.000 subscribe, các anh chị được free ship đồ này rồi, nhưng mà tiếc là chưa được ha. Đó thì thôi mình hẹn là tháng sau, chắc chắn tháng sau, trong tháng này chắc chắn là mình sẽ đạt, thì có thể là các anh chị đã được free ship trong vòng một tháng, rất là tiện lợi ha. Rất là cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi video này, và bây giờ Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào những video kế tiếp. Xin chào các anh chị nha.